Giữa lòng Seoul sôi động và tất bật, đâu đó thoảng lên hương vị quen thuộc của tô phở Việt Nam đậm đà, ấm nóng. Phở không chỉ ôm ấp nỗi lòng của những người con xa xứ, mà còn là cầu nối giao thoa ẩm thực, là nét kiêu hãnh tự hào của một món ăn chứ danh Việt Nam tại xứ sở kim chi. Sau đây là những quán phở Việt Nam tại Hàn Quốc nhận được nhiều sự quan tâm trên các trang đánh giá. Đầu tiên đó là Khỏe Restaurant. Khỏe Restaurant là nhà hàng nổi tiếng với các món ăn truyền thống Việt Nam, đặc biệt là phở. Trên trang Naver Map, một ứng dụng bản đồ Hàn Quốc, Khỏe Restaurant được đánh giá 4,61 sao. Người Hàn và người cả nước đều ăn phở giống như Việt Nam. Chỉ có điều là rau thơm hay là một cái gì đó nó lạ mùi thì người Hàn người ta ít ăn được. Cái nước súp của phở thì nó tương đồng như là cái món canh xương bò của Hàn Quốc. Nhưng mà cái sợi mì thì của mình thì nó là làm bằng từ gạo. Cho nên người ta rất là yêu thích, là ưa chuộng cái mì gạo. Đấy, và cộng thêm cái nước súp từ bò thì người ta rất là thích. Ngoài ra, không gian nhà hàng cũng được xem là điểm cộng ấn tượng với lối trang trí thân thuộc đậm chất Việt Nam. Tiếp theo là phở Thèm Thèm. Bước vào phở Thèm Thèm, bạn sẽ bất ngờ trước sự giao thoa thú vị giữa hai nền văn hóa. Bên ngoài mang đậm phong cách Hàn Quốc, nhưng bên trong lại tràn ngập những họa tiết, vật dụng mang đậm hồn Việt. Chủ quán phở Thèm Thèm chia sẻ rằng, các nguyên liệu để nấu phở đều là hàng Việt Nam, nên được giữ đến 80-90% hương vị truyền thống. Đặc biệt, món phở sườn đế vương Hàn Quốc Wan Kai Bi là một sự kết hợp độc đáo, chắc chắn sẽ làm hài lòng những thực khách khó tính nhất. Tiếp theo là Alo Phở. Quán ăn Alo Phở nằm tại Hai Hoa Đông là một điểm đến quen thuộc của những dân cư yêu thích ẩm thực Việt tại Hàn Quốc. Với không gian ấm cúng, menu đa dạng và đặc biệt là hương vị phở đậm đà, quán đã chinh phục được nhiều thực khách. Chủ quán là người Việt Nam, tuy đã sang Hàn nhiều năm nhưng anh vẫn nhớ mãi tô phở quê nhà, nên quyết định mở quán phở này, để vừa được thưởng thức hương vị quen thuộc, vừa có thể lan tỏa món ăn truyền thống đặc biệt của Việt Nam ở xứ sở kim chi. Bên cạnh phở, món bún chả Hà Nội tại đây cũng được đánh giá cao.